Vâng, xin chào tất cả mọi người nhé, chào toàn thể các bác. Hiện tại thì em đang thử một đôi loa của KN52 cho một bác khách đến từ Hải Dương. Hiện tại thì em đang để em đang test ra cho bác một bộ KN52 nhé, đời hàng chính hãng, đời 2016. Hiện tại ở dưới thì em cũng có bỏ ra một số những cái mẫu sản phẩm, bỏ ra làm mẫu và tháo nội thất ra cho bác xem rồi. Đây, những dòng đời KN52 nó cực kỳ là xịn, rất là hay đúng không ạ? Bây giờ thì em sẽ bật to tiếng lên nhé. Đây, đây những dòng KN52 em đã tháo nội thất ra các bác nhé. Bác có thể thấy này, tất cả thì đều đầy đủ cho tất cả các bác nhé. Số series này, rồi tất cả nguồn từ thì nguyên zin 100% các bác nhé. Hàng là đến từ công ty của JBL, bát 30. Tất cả mọi thứ đều zin. Đây, phần tần thì ở bên trong này bác này. Đấy, hàng thì rất là chất lượng. Em ơi,